Sáng ngày 18 tháng 1, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh ba mặt một lời trong một phòng trọ khiến dân mạng xôn xao. Cụ thể, một người đàn ông bế theo con nhỏ khoảng 1 tuổi đi hẹn hò cùng bồ nhí, vợ phải đến tận nơi yêu cầu giao con để đưa về, còn tiểu tam thì ăn mặc mát mẻ, cộng thêm thái độ không phải dạng vừa. Khi thấy chị vợ xuất hiện, giơ tay chỉ về phía mình, cô ta liền nói lớn, đừng chỉ, thôi chị, ở đây là phòng của em, có gì từ từ nói. Anh đưa con đây. Em đang nói chuyện với anh rất là nhẹ nhàng lịch sự, xin lỗi em nha, em là bạn gái của Dũng, xin lỗi em nha. Chị đi. Anh em có gì từ từ nói. Không ẩm em bé về cho nó ngủ, giờ này 9-10 giờ rồi. Em bé con về anh ở đây. Anh ở đây còn phải chăm sóc con anh nữa. Anh còn phải chăm sóc bạn gái anh nữa. Anh em đang ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều bức xúc trước hành động của người chồng. Anh ta đã quan hệ bất chính, hành hung vợ, còn để con nhỏ chứng kiến cảnh ngoại tình của bố và bồ nhí.